Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão Doksuki ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm của bão ở khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, cường độ bão suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Từ chiều và đêm hôm nay 26 tháng 7 sẽ mạnh lên cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.